Hi, xin chào tất cả các bạn, rất vui gặp tất cả các bạn trong chuyên mục về toán hình lớp 8 nha các bạn. Thì hôm nay mình xin hướng dẫn với tất cả các bạn dấu hiệu nhận biết của hình chữ nhật và dấu hiệu số 3. Các bạn nào mà muốn tìm hiểu dấu hiệu số 1, số 2 như thế nào hay là những cái bài lý thuyết trước các bạn vào mục miêu tả nha. Rồi, tiếp tục dấu hiệu thứ 3 thì người ta định nghĩa như thế này: hình bình hành có một góc vuông thì suy ra nó là hình chữ nhật. Ok chưa? Vậy giả thuyết mình đã cho điều gì ạ? Hình bình hành có một góc vuông thì tương tự các bạn vẽ hình bình hành trước. Rồi. Mình vẽ nha. Đặc điểm của hình bình hành là song song. Thì song song thì các bạn nhớ điều gì ạ? Song song thì các bạn nhớ một tính chất đó là cho le trong cùng vía đồng vị, được chưa? Giả thuyết cho điều gì? Giả thuyết cho điều gì? Đó là hình bình hành A B C D là hình bình hành. Hình bình hành thì các bạn nhớ song song nè, hai cạnh gói song song nè, hai cạnh gói bằng nhau nè, được chưa? Đó, và một góc vuông thì góc A, góc B, góc C, góc D, góc nào cũng được, bạn cho một góc nào cũng được. Giả sử mình cho là góc A đi nha, góc A bằng 90 độ. Rồi bắt đầu mình chứng minh. Thì ta biết rằng hình này là hình bình hành thì góc A cộng góc D bằng bao nhiêu ạ? Góc A cộng góc D bằng 180 độ. Lý do A, B song song với lại D, C hai góc trong cùng phía. Ok chưa? Thì suy ra điều gì ạ? Góc A của mình giả thuyết cho là 90 độ cộng góc D bằng 180 độ. Vậy suy ra góc D bằng 180 độ trừ 90 độ thì bằng 90 độ. Ok chưa? Tiếp tục. Góc A cộng góc B cũng là bằng 180 độ. Lý do AD song song với lại BC hai góc trong cùng phía. Vậy suy ra góc B cũng bằng 180 độ. Ủa, trừ đi 90 độ bằng B bằng 90 độ. Được chưa? Tiếp tục mình cũng làm tương tự như vậy, mình sẽ chứng minh được góc B cũng bằng 90 độ. Được chưa ạ? Vậy coi nghe, có thỏa mãn đủ 4 góc vuông không nè? Thứ nhất, góc A vuông 1, góc D vuông 2, góc B vuông 3, góc C vuông 4. Vậy A B C D là hình chữ nhật nha mấy bạn. Xin lỗi. Được chưa ạ? Vậy dấu hiệu nhận biết thứ 3 đã được chứng minh. Thì các bạn nhớ học thuộc: hình bình hành có một góc vuông, hình thang cân có một góc vuông là dấu hiệu thứ hai, hình bình hành có một góc vuông là dấu hiệu thứ ba. Các bạn học để nhớ và các bạn để dùng kiến thức đó để chứng minh các bạn nhớ điều đó. Đây là lý thuyết nền các bạn phải học thuộc, được chưa ạ? Lý thuyết nền các bạn buộc phải học thuộc. Giống như ở cấp 1 thì các bạn phải thuộc bảng củ chương nhân thì các bạn mới làm được bảng củ chương chia, được chưa ạ? Bảng của chương nhân thì các bạn mới làm được bảng của chương chia. Để giải quyết được cái bài hình chữ nhật thì các bạn phải biết được những cái dấu hiệu nào để sinh ra được hình chữ nhật nha các bạn. Rồi, thôi xin chào và hẹn gặp lại mọi người đến với cái dấu hiệu số 4 của hình chữ nhật nha. Bye bye.